Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Cuộc sống của con người cũng như của vạn vật xung quanh ta cứ quay theo một vòng tuần hoàn. Cuộc sống không phải khi nào cũng giống nhau mà sẽ trải qua những lúc giàu, lúc nghèo, lúc ốm đau, khi bệnh tật. Quy luật sinh lão bệnh tử cứ quay đi quay lại thành một vòng tuần hoàn như vậy. Theo quy luật này, mỗi người đều sẽ lần lượt trải qua những khoảng thời gian may mắn, hạnh phúc, sau đó sẽ lại có lúc trở nên khó khăn, vất vả. Liên hệ với tử vi học 12 con giáp, theo guồng dịch chuyển của vận mệnh, sắp tới đây sẽ có một số con giáp bước vào thời kỳ đen đủi cực độ, có thể nói là đại hạn, nếu không cẩn thận còn có thể tán gia, bại sản, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Vậy trong năm 2021 này, những con giáp đen đủi nào sẽ dính phải đại hạn? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe chúng tôi chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Đầu tiên là tuổi Sửu. Bước sang năm 2021, tức năm Tân Sửu, cũng chính là năm bản mệnh của con giáp tuổi Sửu. Vi phạm thái tuế nên vận thế của bạn sẽ có phần kém hơn những năm khác. Năm nay có các hung tinh thái tuế, kiếm phong, phục thi và hoàng phiên tòa mệnh mang đến nhiều rắc rối cho bạn. Cũng may còn có tuế giá cát tinh hỗ trợ, nó có khả năng giảm bớt một chút tác dụng nhưng cũng không được nhiều. Tử vi tuổi Sửu trong năm 2021, căn khí cứng nhắc, không có nhiều cơ hội mới mẻ. Bởi vậy, phải cố gắng nỗ lực hết mình, nếu không bạn sẽ sa vào nhiều chuyện phiền phức. Người tuổi Sửu nếu có thể đủ tỉnh táo để nhận thức được tình cảnh hiện tại, tích cực tìm ra cách đối phó, giữ cho mình một tinh thần mạnh mẽ thì có thể vượt qua một cách thuận lợi. Đồng thời, bạn cũng nên xử lý tốt các mối quan hệ của mình, chỉ nên kết bạn với những người tốt và thực tâm với mình, đến lúc rơi vào cảnh đường cùng mới nhận được sự trợ giúp tốt nhất. Về phương diện sự nghiệp, tuổi Sửu sẽ chịu nhiều vất vả, có thể bị lãnh đạo quản lý gắt gao, đưa ra nhiều yêu cầu và quy tắc. Do bị sao thái tuế ảnh hưởng nên tuổi Sửu trong năm nay khó đạt được thành tích cao, đừng nói là được tăng lương, thăng chức, thậm chí cả công việc cũng rất khó để giữ cho ổn định. Dù vậy, bản mệnh cũng đừng quá chịu đựng, bởi mất việc này sẽ tìm được việc khác. Bản thân bạn phải giữ cho mình thái độ sống khiêm nhường, không nên cao giọng ta đây hay khoe khoang với ai, nếu không sẽ trở thành mục tiêu của những lời đả kích, ghen ghét từ phía những kẻ tiểu nhân. Về tài vận của tuổi Sửu năm 2021, bản mệnh gặp thực thần tinh, lại do gặp năm tuổi nên tác dụng của sao này càng tăng thêm mạnh mẽ. Thực thần đại diện cho phúc lộc của cải sinh sôi, đồng thời địa chi Sửu thổ cũng đã mang vận thiên tài. Tuy nhiên trong năm cũng có kiếm phong hung tinh nên vận tiền tài sẽ gặp tổn thất không nhỏ. Tuổi Sửu có nguy cơ gặp rủi ro hoặc bị phá sản vì còn dựa vào những sự kiện bất ngờ có thể nảy sinh. Bởi vậy, bạn nên nâng cao ý thức đề phòng, càng tiết kiệm được nhiều thì càng tốt. Còn về mặt sức khỏe năm 2021, tuổi Sửu có tồn tại một ít tai họa ngầm. Vì thái tuế kéo theo sát tinh ám kim nên bản mệnh dễ bị xâm xịn. Vì thái tuế kéo theo sát tinh ám kim nên bản mệnh dễ bị xây xước hoặc bị thương hoặc có tai sự trước mắt. Thái tuế cũng mang theo họa huyết quang, nếu tuổi Sửu tính cách quá táo bạo, ham chơi, ham thể hiện cũng rất dễ gặp nguy cơ thương tổn. Trong năm, có sao phục thi hung tinh sẽ giúp cho thể trạng tuổi Sửu giảm sút. Tuổi này thường xuyên sinh bệnh, sức đề kháng kém, đi bệnh viện liên miên. Trạng thái tinh thần cũng thường xuyên uể oải, nhiều lo lắng, buồn bực, nội tâm trở nên nhạy cảm, thiếu cảm giác an toàn. Vì thế mà lúc nào cũng nhăn nhó, hậm hực. Tuổi Mão. Tuổi Mão năm 2021 có vận thế bình thường. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhiều hung tinh như Tam Môn, Địa Táng, Phi Đầu khiến cho bạn cần phải đề cao cảnh giác. Trong công việc thì đề phòng bị tiểu nhân mưu hại. Người tuổi Mão tính cách nhu nhược, làm việc lề mề cho nên bất lợi cho cuộc sống tương lai của bạn.
Tử vi tuổi Mão năm 2021 dự báo bạn cần nhìn lại các mục tiêu trong cuộc sống, không ngừng thay đổi để khiến bản thân tốt hơn. Đồng thời, không nên phí thời gian vào những chuyện tình cảm không đâu, mà nên chú trọng vào học tập, sự nghiệp. Bởi lẽ nếu bạn thiếu thốn nghèo đói, cũng không thể hạnh phúc. Tuổi Mão năm 2021 gặp Phi Đầu là một hung tinh ảnh hưởng đến bạn. Đồng sự ảnh hưởng của hung tinh Phi Đầu khiến bạn luôn mang một trạng thái cờ lơ phất phơ, nên khó lòng đạt được sự phát triển tốt nhất. Sự nghiệp đôi khi vì thế mà không phát triển, người tự kinh doanh còn có thể gặp ảnh hưởng mà phá sản. Trong năm 2021, sự xuất hiện của Tam Môn là hung tinh. Tuy nhiên, nó cũng không quá ảnh hưởng đến quá trình của người tuổi Mão. Bạn nên bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt là lúc ăn uống, phải chú ý cơm đầy đủ, 3 bữa một ngày. Bên cạnh đó, cũng nên hạn chế mua đồ ăn bên ngoài, đồ ăn nhanh. Tuổi Mão sang năm mới nên học cách giữ sinh, tối ngủ sớm, sáng dậy sớm để tranh thủ tập luyện thể dục thể thao, giúp cho thân thể khỏe mạnh. Tuổi Thìn. Năm 2021 là năm Tân Sửu, tuổi Thìn chính thức bước vào giai đoạn tuế phá, cuộc sống gặp nhiều sóng gió, bấp bênh. Quan Tác và Câu Thần là hai hung tinh phá hoại, khiến cho người tuổi Thìn khó chống đỡ. Tuy trong mệnh gặp Thái Âm quý nhân âm thầm trợ lực, tuy nhiên khó lòng mà xoay cải được càn khôn, làm chủ cục diện. Tử vi tuổi Thìn năm 2021 có nhiều mục tiêu, giữa năm có thể cảm thấy khó chịu, khó có thể phát triển, nhưng bạn cũng đừng để cảm xúc này ảnh hưởng, khiến cho bản thân suy sụp. Mặt khác, năm 2021 Tân Sửu, tuổi Thìn phạm thái tuế, cho nên chúng nhất định phải đề phòng tiểu nhân, tránh bị người khác hãm hại. Trong năm 2021, dự báo tình hình sức khỏe của bạn không tốt lắm, cho nên bạn ngoài thời gian đi học, đi làm thì nên hạn chế đi ra ngoài, đặc biệt là du lịch hay đại loại như thế thì không nên. Dự báo sự nghiệp của người tuổi Thìn gặp Câu Thần ảnh hưởng, thiếu ý chí chiến đấu, làm việc uể oải, được chăng hay chớ. Công sức bỏ ra của tuổi Thìn cho sự nghiệp như muối bỏ biển, không nên hy vọng vào vận thế sự nghiệp sẽ phát triển tốt trong năm nay. Dù thất bại cũng nên tự tin vào bản thân, đặc biệt là cần phải kiên trì hơn nữa đối với công việc của bạn. Tài vận của con giáp trong năm này cũng không ổn định, sự ảnh hưởng của những quán tác khiến cho bạn gặp vất vả trong công việc. Ngoài ra, phạm phải thái tuế cho nên đây cũng là lúc không hề lý tưởng đến kinh doanh hay mở rộng. Bạn có thể thất nghiệp, kinh doanh cũng khó đổi, nên đề phòng những chuyện dính líu đến pháp luật. Tuổi Ngọ. Năm 2021 là năm Tân Sửu, có các tinh thiên tài che chở vận kiếm tiền, đầu tư. Tuy nhiên, tuổi Ngọ phạm xung thái tuế chịu giá một đòn khá nặng. Nhiều mặt đều bị đả kích nặng nề, có thêm rất nhiều hung tinh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của con giáp. Tử vi tuổi Ngọ năm 2021 dự báo bạn sẽ gặp nhiều giông bão. Người tuổi Ngọ thường có một tính cách rất ngang bướng, không muốn quan tâm đến các yếu tố khác. Hành động luôn nóng vội, hấp tấp. Điều này chắc chắn sẽ khiến tuổi Ngọ phải gặp những tình huống nguy hiểm trong năm 2021. Mọi việc sẽ rối tung lên, nhất định không được xem thường, phải cảnh giác cao độ. Sự nghiệp vì thế mà trong năm nay hiếm khi tạo ra được những bước nhảy tích cực mới. Tuổi Ngọ năm 2021 gặp nhiều rắc rối và dễ mắc sai lầm, công việc kinh doanh đều đi sai đường. Công việc dẫn đến sự nhàm chán, không còn hứng thú. Năm nay tuổi Ngọ sẽ khá thụ động hoặc ì ạch, không tập trung tốt vào công việc. Do đó, để trao được một bước đột phá trong sự nghiệp, đồng thời trong năm thái tuế chiếu mệnh này có khả năng bạn nên bị kỷ luật, cắt giảm lương thưởng vì làm điều đó sai trái. Nhưng không cần phải lo lắng quá nhiều, bởi vì vẫn có các tinh giúp bạn một tay trong thời kỳ khủng hoảng. Người tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất năm 2021 phạm hình thái tuế, vận trình tương đối ảm đạm, hung tinh quyển thiệt mang đến sự tranh chấp, cãi vã, thậm chí còn rước lấy thị phi liên quan đến tòa án. Quả túc khiến tinh thần sa sút, vận thế suy sụp. Khảo sát tương ngộ chuyện vui gặp nhiều rủi ro, công việc gặp khủng hoảng. Những người tuổi Tuất trong năm Tân Sửu 2021 có thể đủ cả tỉnh táo để không nhìn nhận cục diện, không thể trốn tránh, nhưng cũng đừng quá mức liều lĩnh. Nếu lúc gặp khó khăn, phải hết sức bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề và đưa ra sức giải quyết. Bạn phải tin tưởng luôn có một người đang sống dành cho bạn. Sau cơn mưa này, trời lại sáng. Tuổi Tuất năm 2021 có thương quan, thái tuế Sửu Thổ gặp kiến tài, phạm hình thái tuế. Cho nên, sự nghiệp gặp nhiều khủng hoảng,
Do đó, sẽ gặp tiểu nhân, bị đối thủ cạnh tranh phá đám, đồng thời bạn cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí không ổn định. Có thể mâu thuẫn với cấp trên hoặc dễ sinh tâm lý kích động, ảnh hưởng đến con đường thăng quan, tiến chức. Trong năm 2021, còn có những hung tinh quyển thiên xuất hiện, nó khiến cho chúng ta gặp thị phi. Quyển thiên xuất hiện, nó khiến cho chúng ta gặp thị phi miệng lưỡi, có tranh chấp ý kiến với cấp trên. Đồng thời thì năm nay công ty cũng sẽ gặp nhiều sự thay đổi với những nhân viên trẻ hơn. Cho nên, những người tuổi Tuất có tư tưởng bảo thủ cần phải đề phòng việc bị đào thải. Về tài vận năm 2021, có thái tuế. Sửu thổ là kiếp tài cùng với tuế, thổ là phạm hình thái tuế, cho nên gặp rủi ro, bi lụy, anh em nhà bè. Ngoài ra, bạn còn phạm hình thái tuế mà phá tài, nguy cơ gặp tiểu nhân hãm hại, các mối quan hệ giao tiếp cũng xấu đi. Tử vi năm 2021, dự báo tuổi Tuất phạm hình thái tuế, chẳng những không kiếm được tiền mà còn gặp rủi ro phá sản, công việc không ổn định mà thất nghiệp, tiền bạc cũng chẳng thu về được là bao. Bên cạnh đó, các mối quan hệ có thể bị phản bội, cho người khác mượn tiền không trả. Để hóa giải các vận hạn, các chuyên gia phong thủy khuyên các tuổi dùng vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành hóa khí, đã thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, giúp hóa sát, cải vận. Sự ngưng tụ khí của tam hợp sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh và vận xui trong năm. Bên cạnh đó sẽ đem đến tài lộc, may mắn, thuận lợi cho chính sự nghiệp và vòng còn mang lại quý nhân phù trợ cho bản mệnh. Các chuyên gia cũng khuyên các bạn nên đeo bát bảo tâm kinh. Vòng bát bảo tâm kinh sẽ giúp hóa giải các vận xui và hung tinh trong năm. Đặc biệt, bát bảo tâm kinh sẽ giúp kích hoạt tài lộc, chiếu phúc, nạp tài cho người dùng. Xung năm 2021 không còn phải lo các vấn đề như thái tuế, thị phi hay tiểu nhân. Công việc của bạn mình cũng sẽ được hanh thông, thuận lợi, phát triển. Qua kết cấu của bát bảo tâm kinh, bạn cũng có thể thấy được nghĩa phong thủy to lớn của vòng cổ. Điển hình có thể kể đến mặt trước của vòng cổ là 8 phát bảo lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú, bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Kèm theo đó là những chạm khắc tinh tế, hình ảnh đài sen, nơi tọa thiền cùng các vị Bồ Tát, mang lại những tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, bình an, may mắn và cát lành cho bạn. Cuối cùng là phần trên cùng của vật phẩm có một bông hoa bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh sôi, mãnh liệt, mạnh mẽ, đơn thuần và trong sáng. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được nhiều thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.